Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn nhé. Lấy một tép tỏi hay lấy tép tỏi các bạn để vào trong bồn cầu, thả vào trong bồn cầu nhé. Các bạn sẽ biết được công dụng tuyệt vời của nó. Mà khi các bạn biết được công dụng này thì các bạn sẽ áp dụng cho cái bồn cầu nhà chúng ta sẽ được sạch hơn nhé. Vì bây giờ hầu như nhà nào cũng dùng bằng bồn cầu tự hoại như thế này, chứ không như ngày xưa là chúng ta lấy lại phân để trồng trọt các bạn nhé. Trước khi đi ngủ các bạn có thể cho một vài tép tỏi vào bồn cầu các bạn ạ. Việc này sẽ mang đến cho các bạn một lợi ích rất là tốt, khi mà bồn cầu của chúng ta sẽ khử được mùi hôi, mùi ẩm bốc hay là những cái mùi của bồn cầu nó bốc lên ấy, rất là kinh khi mà chúng ta sử dụng lâu ngày các bạn nhé. Nhất là khi những nhà vệ sinh mà chúng ta không hay chịu cọ rửa bằng các loại nước rửa khử mùi các bạn ạ, thì nó sẽ rất là có mùi nhé. Nhà vệ sinh thì chúng ta luôn lúc nào cũng là ẩm ướt rồi, thường có mùi hôi đặc trưng do bồn cầu và các cống thoát nước các bạn ạ. Nếu không được dọn dẹp thường xuyên thì cái mùi này phát ra từ nhà vệ sinh được có thể lan xả ra các phòng khác, như chúng ta có thể vào phòng ngủ, mùi phòng ngủ ạ, hoặc là vào phòng khách nhá, những cái phòng khác trong nhà của chúng ta đều có cái mùi như thế rất là khó chịu các bạn ạ. Nhiều lúc khi bước vào cửa nhà đã thấy cái mùi của bồn cầu rồi hay là cống thoát nước các bạn ạ, gây khó chịu cho mọi người trong nhà nhé, và cũng là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe các bạn ạ. Để giảm mùi hôi và tăng khả năng diệt khuẩn trong nhà vệ sinh, bạn có thể sử dụng tỏi ạ. Trước khi đi ngủ các bạn sẽ bóc cho mình vào đây một vài tép tỏi, sau đó thì chúng ta thả vào bồn cầu nhé. Và bỏ tép tỏi vào bồn cầu thì các bạn sẽ bóc cho mình ạ. Khi mà chúng ta cho tỏi vào bồn cầu, các bạn muốn cho cái tinh dầu của nó được ra ấy, thì các bạn sẽ khía cho mình cái phần tỏi này như thế này. Đấy. Các bạn thả xuống nhé. Và mình đi ngủ ấy, sáng hôm sau mình dậy mình chỉ cần xả nước đi thôi, đã không còn cái mùi bồn cầu nó bị của cái mùi hôi của bồn cầu nó tạo ra nhé. Đấy. Các bạn có thể là đậy lắp lại cho mình nhé. Qua đêm ấy, đến sáng hôm sau thì mình sẽ mở ra và cái mùi tỏi nó đã làm cho cái bồn cầu của chúng ta đã khử được nhé. Và các bạn xả nước như thông thường thôi. Xả nước đi để cho cái mùi nó đi theo nhé. Bạn biết rằng trong tỏi là có chứa chất allicin các bạn nhé. Đó là một chất tạo mùi và được coi là một kháng sinh tự nhiên các bạn ạ. Nó còn có tác dụng mạnh hơn cả penicillin các bạn ạ. Tỏi không chỉ có tác dụng tuyệt vời của diệt được các loại vi khuẩn mà nó còn có thể diệt được lấm nhé. Vì vậy ạ, bỏ tỏi vào bồn cầu vừa có tác dụng khử mùi vừa giúp được giảm được vi khuẩn các bạn ạ. Bạn có thể dùng cách này nhé. Với tuần 2 lần các bạn ạ thì bồn cầu của chúng ta sẽ không có mùi nữa ạ. Ngoài ra để khử mùi và diệt khuẩn trong nhà vệ sinh, bạn có thể sử dụng một vài cách sau đây thì mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn nhé. Với những cái cách này thì cũng rất là thông hiệu thôi các bạn ạ, thông dụng và không khó khăn gì. Các bạn có thể dùng cho mình giấm trắng các bạn ạ. Vì trong giấm có tính axit tự nhiên các bạn ạ, có thể tiêu diệt được lấm mốc vi khuẩn và các mầm bệnh thông thường nhé, và khử được mùi hôi rất là hiệu quả. Các bạn có thể cho mình vào đây là giấm, sau đó thì các bạn sẽ để cho mình, cũng có khả năng các bạn nếu mà lâu ấy, chúng ta có thể để qua đêm, hoặc là các bạn sẽ để cho mình khoảng 10 phút, sau đó thì mình sẽ xả nước các bạn nhé, thì cái vi khuẩn lấm mốc
trong cái bồn cầu này của mình nó sẽ sạch đấy ạ. Với cách dùng giấm trắng như thế này nhé, rất là tiện ích mà không mất nhiều thời gian của các bạn. Các bạn xong các bạn có thể cọ cái bồn cầu này như bình thường ạ. Khi mình cho giấm vào ấy, nó có cái loại axit tự nhiên ấy, các bạn cọ nó sẽ rất là sạch luôn ạ. Và cái thứ hai nữa là các bạn có thể dùng chanh nhé. Đây các bạn, chanh. Các bạn có thể dùng chanh này. Chanh cũng có tính axit tự nhiên như giấm các bạn, có thể tiêu diệt vi khuẩn, và chanh còn có mùi thơm dễ chịu giúp bạn loại bỏ mùi hôi rất là hiệu quả nhé. Bạn có thể vắt hai quả cốt chanh này vào bồn cầu 2-3 quả các bạn nhé, và đậy nắp lại để khoảng 10 phút, sau đó các bạn sẽ cọ rửa nó lại nhé. Thì chúng ta rất là nằm trong bồn cầu chúng ta rất là sạch luôn. Đấy, các bạn có thể vắt chanh như thế này. Vì vỏ chanh này các bạn cũng có thể xả xuống nhé. Nếu mà sợ ấy thì các bạn sẽ cắt nhỏ cho mình để tránh tình trạng ấy, nó bị tắc bồn cầu ấy các bạn ạ. Đấy. Cắt nhỏ ra để cho bồn cầu của chúng ta sạch nhé. Và mùi thơm của chanh này rất là dễ chịu ạ. Ai cũng thích cái mùi thơm của chanh. Và cái tiếp theo nữa đó là các bạn có thể dùng muối các bạn nhé. Muối thì là có tác dụng là làm sạch rất là hiệu quả. Bạn có thể bỏ muối vào bồn cầu hoặc cống thoát nước các bạn nhé. Là sẽ làm cho bồn cầu của chúng ta sạch hơn và cống thoát nước cũng sạch hơn nhé. Các bạn bỏ muối vào và sau đó mình sẽ cho một ấm nước sôi nhé. Và các bạn sẽ cọ nó lên thì nó sẽ hết cái mùi hôi của bồn cầu ạ. Và cái thứ tư nữa là các bạn có thể dùng tinh dầu. Các loại tinh dầu có thể khử mùi trong nhà vệ sinh, như là các bạn có thể tinh dầu chanh hay tinh dầu xả hoặc là tinh dầu tỏi. Những cái tinh dầu mà các bạn ưa thích nhé, hoặc là tinh dầu hoa hồng ạ. Để chúng ta cho vào bồn cầu này nó sẽ tỏa ra mùi thơm, nó át đi cái mùi hôi của bồn cầu các bạn nhé. Nếu bạn có máy bạn có thể pha tinh dầu này với nước để trong nhà vệ sinh cũng được ạ, rất là tốt nhé. Như vậy là với cách làm như thế này thì các bạn có thể đạt được hiệu quả rất là tốt cho nhà vệ sinh của chúng ta luôn sạch nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Đây là một mẹo rất là hay nhé. Các bạn có gì comment ở phần dưới video cho mình ạ. Xin chào các bạn ạ.